hẹp bao quy đầu thì không ảnh hưởng cái việc có con, là bởi vì khi giao hợp cái trường hợp quy đầu nó được lộ tròn ra. Còn trừ trường hợp chít hẹp hoàn toàn, trong trường hợp này tôi nghĩ là một vấn đề quá đơn giản, bạn mới có lấy nhau được có 7 tháng, chưa quá cái thời kỳ định nghĩa của vô sinh, nghĩa là một cặp vợ chồng lấy nhau khỏe mạnh, không dùng biện pháp tránh thai nào mà 12 tháng vợ không có bầu thì đấy mới gọi là vô sinh. Bạn mới có 7 tháng. Thế thì chi bằng bây giờ một chuyện đơn giản là tuần trăng mật cũng xong rồi, đi cắt cái da bao quy đầu đi. Chuyện hết sức đơn giản.